Lã Làng Đê và Quốc Công là hai chị em ruột sinh ra trong một gia đình. Bố là Nguyễn Viên, làm dinh trưởng Cổ Châu, huyện Thanh Oai. Mẹ là Trần Thị Lâm, quê ở thôn Nghĩa Lộ, Thọ Vực. Thời kỳ này, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta, gây bao chết chóc, lầm than cho dân ta. Làm quan dưới thời quân xâm lược, là người thẳng thắn, trung thực, nên Nguyễn Viên đã bị tên Tô Định, quan thái thú sát hại. Bà Trần Thị Lâm không bao lâu cũng mất. Hai chị em ở Lã Làng Đê, tuy cha mẹ mất, nhưng lại được sống trong sự đùm bọc, che chở và nuôi dưỡng của bà con là Nghĩa Lộ, Thọ Vực. Ở Lã Làng Đê lớn lên rất xinh đẹp, khí phách hiên ngang, không kém một chàng nam nhi. Chàng Quốc thì võ nghệ cao cường, thân thể kiện tráng. Hai chị em rất căm thù Tô Định, đã giết chết cha mình, gây bao cảnh tang tóc cho quê hương. Hai người bí mật chiêu mộ tập hợp nghĩa quân để báo thù. Lúc đó ở Mê Linh có Trưng Chắc cùng em là Trưng Nhị đã giấy binh khởi nghĩa để trả nợ nước, báo thù nhà. Thanh thế của hai bà rất lớn. Biết tin hai chị em ở Lã Làng Đê đã đem hơn 500 quân đến gặp Trưng Chắc xin hội quân. Hai bà Trưng rất mừng, bèn mở tiệc chiêu đãi, gọi Làng Đê là ả Lã Công Chúa, còn Quốc là Quốc Công. Hai bà cho hai chị em về các quận huyện kêu gọi mọi người hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Trong vài tháng, được hơn 1 vạn người theo về như chảy hội, tiến đến cùng hai bà hội quân ở bến sông Hát. Hai bà đưa quân tiến thẳng vào thành Tô Định, đại chiến một trận, quân địch khiếp sợ. Tuy đông nhưng không đánh mà chạy, dẫn lên nhau mà chết không kể xiết. Tô Định bị chém chết. Quân Nam Hán phải tháo chạy về nước. Hai bà thu được 65 thành, tự xưng vua, lập đô ở thành Ô Diên. Sau thắng lợi, hai bà thưởng ban cho các cấp, ả Lã Làng Đê và Quốc Công trở về Nghĩa Lộ, Thọ Vực, mở yến hội hương thôn vào ngày mồng 6 tháng 6 để ban thưởng tiền bạc, gấm vóc, báo ơn xưa, đền nghĩa cũ. Hai người giúp dân canh tác, xây dựng quê hương. Sau khi Tô Định bị hại, nhà Hán lại sai Mã Viện đem 30 vạn quân sang báo thù và xâm lược trở lại nước ta. Trong một trận quyết chiến, vua tôi tướng sĩ tất cả đều hy sinh. Quốc Công bị thương nặng, phi ngựa đến quán Đồng Nhân thì hy sinh. Phương Dung công chúa đã tuẫn tiết trên dòng sông Đáy.